để nhớ lại bài đó chúng ta chỉ cần xem lại cái gì nào, chúng ta chỉ cần xem lại cái video đấy mà Được. mình đã làm cho các bạn đấy, làm cho bạn đó, nên là chúng ta chịu khó xem lại những cái video đó thì chúng ta sẽ nhớ lại được hết đấy, đúng không nào? Đấy, Photoshop đấy. Nhất trí chưa? Nhất trí chưa nào? Hay là lại nhìn thế này như là nhìn bức vách rồi? Không, em Đấy, đó. Đây này, chúng ta có cái bài nói về gia đình đây này, đấy, đúng không? Đấy, ở Tbilisi. Đó. Thế tiếp theo, trước đấy là gì? Trước đây chúng ta đã học cách gì nào? Cách phân loại danh từ sang giống đực, giống cái, giống chung. Đấy. Sau đó thì nó sẽ đi với tính từ này. Красивый, у меня красивый муж. Đấy. У меня красивый сын, đúng không? Đấy. Vậy thì đây là chính là cái cách biến đổi của tính từ đi với danh từ đấy, đúng không? Đúng chưa nào? Hoặc là chúng ta có quyển quyển vở này, quyển vở mới này, у меня новая тетрадь đấy, новая тетрадь đấy, у меня хорошая работа đấy, у меня хорошая семья. Хорошая семья là gì? Một gia đình tốt. Gia đình tốt. Nhưng mà cái câu gia đình tốt nói rất nhanh nhưng cái câu nói rất dài, đúng không? Đấy. Đúng không? Đấy. Cái câu đó không cần phải dịch, không cần phải dịch. Đó. Nếu tạc của thích cả khá tạc. Thế vậy ở đây chúng ta thấy là gì nào? Các danh từ giống đực, giống cái và giống chung đấy. Khi đến với các danh từ giống đực thì nó là cà sĩ vui, nổ vui. Đi với các danh từ giống cái là cà sĩ vaya, nổ vaya. Đấy. Đi với các danh từ giống chung sẽ là красивые, новые đấy. Đó, đó là cách biến đổi của danh từ đi tương đương với tính từ đấy. Đó. Thế ngoài ra chúng ta còn đã học thêm một số chúng ta học cái động từ này. Động từ pít, động từ uống đó đấy. Yêu piu, tươi pios, on pios, mới pio, mới pio, chị anh ấy pio đấy. Đó. Bây giờ nói tôi uống nước này. Yêu piu, vô đu đấy. Yêu piu vô đu, vô đu là nước đúng không đấy? Anh ấy uống nước nè, on piot vô đu đấy, on piot vô đu đấy. Nói vậy được không? Sau đó chúng ta có động từ curit là động từ hút thuốc đấy, động từ curit. Tôi hút thuốc nói thế nào? Yakuriu đấy. Anh ấy hút thuốc thì nói sao? On curit đấy. Nhấn mạnh có trọng âm đấy. On curit. Đúng chưa nào? On curit. On curit. Da da da. Thế bây giờ nói là hút thuốc là có độc hại này, là độc hại. Curit vrietna. Curit vrietna, vrietna đấy. Không nên hút thuốc, em nói không nên hút thuốc. Nhìn là đấy. Nhìn là được curit. Nhìn là được curit. Tôi muốn curit. Tôi muốn curit. Chồng chồng của em không hút thuốc đúng không đấy? Ôn nhiệt cú rít, ôn nhiệt cú rít, vậy thì ta ôn khá rồi, ôn khá rồi đấy. Tôi vui sưng cú rít, tôi vui sưng cú rít, nhiệt, ôn isio mai linh kỳ, ôn isio mai linh kỳ. Em nói cái câu này, ôn isio mai linh kỳ, mai linh kỳ, mai linh kỳ là gì? Bé nhỏ. Còn bé đúng không đấy? Ôn isio mai linh kỳ, còn bé nhỏ đấy. Ta khá rồi. Thế hôm nay chúng ta sẽ xem bài. Với cái câu hỏi đấy thì đã bắt đầu dạy em cái câu hỏi chê cha đấy, chê cha đó, nó là cái cách chỉ sở hữu đấy. Vột đây là gì? Chúng ta sẽ có các danh từ như sau. Danh từ autobus, 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 đây là một danh từ giống đực hay giống cái đây? Đấy là danh từ giống được ạ. Giống đực. Vì sao? Vì sao Bởi nào? vì Nó kết đấy thúc là phụ bằng âm. một phụ âm đấy, kết thúc một phụ âm đấy. Danh từ zont, zont cũng Dùng là kết thúc bằng một phụ âm đúng không đấy? Ra thật. vột, ra vột cũng là kết thúc bằng một phụ âm đúng không đấy? Đó. Và Vâng. magazine, magazine cũng là một phụ âm đúng chưa nào? Đấy, phải vậy không? Đấy. Vâng. Ta khá show. Thế thì chúng ta sẽ nói này. Chúng ta sẽ hỏi. Chúng ta sẽ có một câu hỏi là chê, chê, chê. Chị Đấy. Chúng ta sẽ nói chỉ chỉ đó, cái từ này đó, đó. Chúng ta sẽ cho cái màu đỏ cho nó rõ lên đấy. Đó. Chỉ chỉ là của ai đấy? Chỉ câu hỏi là như vậy đấy. Chỉ
Đây là câu hỏi chúng ta. Chế, chế. Đó, đúng chưa nào? Chế, chế. À, ví dụ như là chế dồn. Chế dồn. Chưa hiểu. À, chế Chưa dồn hiểu. là cái ô này của ai? Đấy, cái ô này của ai? Nhưng mà chúng ta có thể hỏi câu nó dài hơn một tí nữa. Chế tơ dồn. À, chế ế tơ dồn. Chị Chế tơ dồn. À, chế tơ dồn. À, cái ô này của ai? Đấy, đó. Tôi sẽ hỏi như vậy đấy. Cái ô này của ai? À, chúng ta sẽ có cái gì đây? Dấu hỏi chấm ở đằng sau đấy. Dấu hỏi chấm. Bật tắt đấy. Chế tơ dồn. À, đó. Tạp vật đấy. Chế tơ dồn. Cái chữ dồn chúng ta vẫn để đấy để cho nó nguyên bản đấy. Nguyên bản. Tạp chế tơ dồn. À, nếu người ta hỏi đây là cái ô của ai thì em sẽ trả lời sao? Nhìn quanh. Nhìn quanh xem có cái ô bên cạnh không? Đấy. Ete mối. Đấy. Mối đúng rồi. Mối. Ete mối dồn. Đấy. Chúng ta sẽ nói là gì nè? Ete mối dồn. Ete mối dồn. Đấy. Và có dấu chấm. Đấy. Ete mối dồn. Chê tớ dồn. Chê tớ dồn. Ete mối dồn. Đấy. Ete mối dồn. À đúng chưa? Ete mối dồn. Thì chúng ta nhìn thấy thì nó nói lộn ngược đúng không? Đấy. À có phải vậy không? À danh từ nó đằng sau. Đại từ nó đằng trước. Đấy. À mình phát hiện ra cái điều này bởi vì khi mà có một bạn học đấy. À bạn học thì bạn ấy nói năng rất là nhanh nhẹn, cực kỳ nhanh nhẹn luôn đấy. À nếu khi nói đến câu này bạn bảo là thấy sao nó lộn ngược hết cả đi như thế. Đấy. Đấy. À hóa ra trong tiếng Việt là gì? Tiếng Việt chúng ta là gì? Cái ô của tôi đấy. Ete zon moi đúng không? Đấy, người ta nói như vậy. Đúng không? Thế nhưng mà người Nga người ta nói ngược lại đấy, ete moi zon. Ete moi zon đấy. Và một loạt các tính từ nó sẽ đứng đằng trước, danh từ bao giờ nó đứng cuối cùng. Em hiểu chưa? Đấy. Đó à, danh từ đúng cuối cùng ví dụ chúng ta sẽ có một cái ô mới của tôi Eter moi novi zone đấy à người ta sẽ nói là gì nào Eter Tôi muốn vừa rồi. moi xong đến novi à zone Ừ, đấy Eter moi novi zone à đó Eter moi novi zone là đây là cái ô mới của tôi thì em thấy là gì cái từ ô nó nằm cuối cùng à trước đó là gì tính từ novi trước đó là đại từ sở hữu moi đấy Eter moi novi zone đấy à đó tác vật à thế bây giờ người ta sẽ hỏi che tô bus che e tơ áp tô bus đây là cái ô tô của ai em sẽ trả lời sao cũng dùng gì à cũng dùng môi đấy e tơ môi đấy e tơ môi môi áp tô bus e tơ môi áp tô bus đấy à thế bây giờ chúng ta sẽ hỏi che tơ ra vụt cái nhà máy này của ai em trả lời sao Em cầm muối vào e tơ môi ra vụt đấy e tơ môi ra vụt là e tơ môi ra vụt Tạ khá show đây có cửa hàng. À, chê tới magazine. Cửa hàng magazine. Chê tới magazine. Cửa hàng này của ai? Em cầm muối magazine. Ê tới mỗi magazine. Đấy, ê tới mỗi magazine. Đấy. À, ê tới mỗi magazine. Tạ khi chúng ta sẽ nói là gì? Ê tới mỗi mà gà zin. Đấy. À, ê tới mỗi magazine. Ô tạ vật đấy. À, thế bây giờ người ta hỏi là gì? Chê, chê. Chơi từ magazine, để từ mỗi magazine đấy. À thì bây giờ chúng ta sẽ có cái từ carta, carta. À đây là đuôi gì nào? Đuôi a đấy. Thế vậy thì à chúng ta sẽ không thể hỏi là chơi chơi từ carta đúng không? À không thể hỏi là chơi từ carta. Bởi vì sao? Bởi vì đây là một danh từ giống cái nó có đuôi a đấy. Em hiểu chưa? Khi mà có đuôi a thì người ta sẽ hỏi sao? Chị à? Đấy. Chia à đây Chia à chia đây sẽ có đuôi ya đấy chia 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 ai tới carta đấy à chia ai Chia tới carta à đúng chưa đây là cái bản đồ của ai đấy thế và lúc đó thì gì à chúng ta có đại từ môi chúng ta muốn nói là của tôi chẳng hạn đấy chúng ta không thể nói là ete môi carta à mà chúng ta phải nói là gì đây là do đây có đuôi a cho nên chúng ta phải biến đây cũng thành đuôi a đấy ete maya carta đấy Etemaya karta. À đúng chưa nào? Vậy thì chúng ta thấy là gì nào? À nếu danh từ giống đực chúng ta dùng môi và dùng chê. Nếu danh từ giống cái thì chúng ta dùng cha và maya. Chị Đấy. Cha maya. Đấy. Cha maya. À đúng không nào? Đấy. Cha maya. À ta quật đấy. Tạc. À etemaya karta. Cha tư karta. Etemaya karta. Etemaya karta. Tạc quật. À, ấy khá thế như vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau học một chút về cái lý thuyết của nó là như vậy đấy. Bây giờ chúng ta xem cụ thể hơn một chút đấy. À, đó. À, chúng ta sẽ có câu là gì nào? Ete moi aptobus. Đây là ô tô của tôi.
Etenimoi aptobus. À, chúng ta có cái từ phủ định ở đây đấy. Phủ định đấy là gì? Nhi Không phải của tôi đấy. nhi tôi Etenimoi aptobus. Nhemo aptobus. Đây không phải là cái ô tô của nhi tôi đấy. À, Chieta Sunka. À, Sunka là một danh từ giống cái đúng không nào? Sunka là cái túi đúng không? Đấy, Sunka. Thế đúng vậy thì người ta sẽ hỏi Chia. Chieta Sunka. chị Chieta Sunka. chị Đấy, mai Chieta Sunka. giá À, Etemaya Sunka. Đấy, sinh Etemaya Sunka. Chieta Sunka. Etemaya Sunka. Etemaya Sunka. Đúng chưa nào? Đấy, tạc. Dạ. À, thế đây là gì? À, Sunka. Etetvaya Sunka. À, thế bây giờ hỏi Maya thì là của tôi. Đấy, Maya là của tôi. Thế bây giờ mình muốn hỏi bạn là cái này có phải là túi của em không? Thì mình không thể dùng Dạ. Maya được, mình phải dùng gì? Tvaya. Đấy, Etetvaya Sunka. Dạ. Etetvaya Sunka. Có nghĩa là gì? Đây là cái câu hỏi tương đương với cái câu tươi. Đấy, tươi. Dạ. Tươi, Tvaya. Ya thì là Maya. Tươi, Tvaya. Etetvaya Sunka. Đây là cái túi của em à? Em trả lời sao? Đa Đã etamaya đã sunka. etemaya sunka đấy, đã etemaya sunka đấy, đó. Ta khá sơ với chúng ta có cái từ zont, zont, chết zont, à chết zont, cái ô này của ai? À, em trả lời sao? Etamaya. Etemoi zont. Thế mình hỏi là em, etetvoi zont, etetvoi zont, Đa em trả lời đã, etamaya. etemoi zont, hoặc là ngược lại không phải của em, nhét, Nhiệt etenye. etanyem. Etenim môi dồn đấy, etenim môi dồn. Tạc ra bột, ra bột. Chế ete ra bột. Ete Ete mối giờ bột. ete môi ra bột, ete tê môi ra bột. Ete Ete tê môi ra bột. tờ Ete tê môi ra bột. Đây nhà máy của em à? vầy Đá ete môi đà ra bột đấy. mối giờ Đá ete môi ra bột đấy. À, đá ete môi ra bột. Tạc, ete tê vay sung kè. Bột ete tê vay sung kè. ete maya sinh cơ. À, đây là cái túi của em à? Đấy. À, đây hỏi đây là cái túi của em à? Ta cái từ vay sum cả. Nhét cái từ nhà máy sum cả. Nhét. Vô thì từ vay sum Nhiệt. cả. Cái từ vay sum cả. Đấy. Tạc. Dạ. À, cả cái từ sum cả. Đây là cái túi màu gì đây? Grazie. Красная đấy. Красная это твоя сумка, đấy. Dạ. À, Trắng черная. 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 Нет, твоя. Черная. Нет, твоя сумка, đấy. Trong cái túi này. đen Dạ. này, cái túi đen này không phải của em đúng không? Đấy. Ete nhi Dạ. te vaya sunka. Đúng không? Nhiệt. Ete nhi maya Nhiệt. sunka. Đấy. Em nói nào, ete nhi maya sunka. Thì nhé mày ra xung cả. Nhi maya, nhi maya, trọng âm rơi ya. Nhi maya. Nhi maya, Nhiệt nhi maya sunka. mày ra xung Sunka, cả. nhi maya sunka, đấy. Ta khá rất cho. Ete te Mày vaya ra. karta, chai te karta. Chia etu karta. Cái bản đồ này của ai? Chia etu karta. Thì mày ra cả rồi. Etu maya karta đấy. Etu maya karta. Ta khrasho. Etu tvaya karta. Да, это Da. моя Da карта. etu maya karta đấy. Ta khrasho. Anh em ta xem tiếp nào. À, chúng ta sẽ có những cái hình ảnh như thế này đấy. À, chúng ta có thể hỏi. Ta. Chia etu zont. Chế tư dụng. Rối Ete môi dụng đấy. rồi. Ete môi dụng đấy. Chia ete machine này. Chia ete machine này. Ete. Машина. Ete. Моя. Ete моя машина. Đấy. Ete моя машина. Chia ete машина. Ete моя машина. Ete твоя машина. Ete твоя машина. Это моя Да, это машина. моя машина. Это красивая машина. Красивая машина, да? Красивая, да? Да. Да. А чей это дом? Чей это дом? Это мой дом. Это мой дом. Это мой дом. Тоже красивый дом, да? Да? Да. Тоже красивый дом. Да. Чей это друг? Друг. Друг лази. Друг бạn. А, чей это друг? Чей это друг? Chị, это друг. Đây là bạn của ai? Это Это твой друг. мой. Это мой Да, друг. Đấy. мой друг. Это твой друг. Đấy. Это Да. твой друг. Đây là bạn của em à? Tôi. Bạn của em à? Да, Да. это Да. Это твой друг. Так, хорошо. Чья это бабушка? Чья это бабушка? мой друг. Это моя бабушка. А, это моя бабушка. Хорошо.
dedushka? Это мой дедушка. А, это мой дедушка. Хорошо. Это вино, да? Вино. Да. Да? Чьё это вино? Чьё это вино? Это моё вино. Это моё вино. Вот так, хорошо. Ты пьёшь вино? Ты пьёшь вино? Нет. Нет. Я не пью. Я не пью вино. Да. Я не пью вино, да? Я не пью вино. Да, тогда это не мое вино. Тогда говори, это не мое вино. Это не мое вино. Да, это не твое, не твое вино, да? Это не твое вино, это хорошо. Да. Так, понятно. А, thì bây giờ chúng ta sẽ xem quay trở lại, ôn lại một chút cái phần lời đọc đấy, lời chào hỏi. Так, chào hỏi chúng ta có chào hỏi gì? Здравствуй. Здравствуй. Здравствуйте. Здравствуй. Здравствуйте. До свидания. До свидания. Nói thử nè. До свидания. Nói lại nè. До свидания. До свидания. Вот так нормально. Пока. Пока. Да? Пока. Пока. Привет. 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 Привет, да? А, да. Người ta còn có thể nói gì? До встречи. До встречи. До встречи. До встречи. До встречи. До встречи. Hẹn gặp lại, да? До встречи. До встречи или hẹn gặp lại, да? До встречи. До встречи. Так, хорошо. Так, tiếp theo là chúng ta sẽ xem cái gì ở đây? Ở đây chúng ta sẽ xem là chúng ta có bốn cái nguyên âm đôi đấy. Bốn nguyên âm đôi. Chúng ta đã biết là sáu nguyên âm đơn ở trong tiếng Nga đấy. Sáu nguyên âm đơn là gì, nhớ không nào? Có nhớ không? Sáu nguyên âm đơn. A, O, O, A, I, O, U, U, I, I, là gì nữa? E, E, U. Đấy, đó. Đây là sáu nguyên âm đơn đấy. Đây là sáu nguyên âm đơn, đúng không nào? Đó, sáu nguyên âm đơn. Thế còn đây của chúng ta là bốn nguyên âm đôi. Bốn nguyên âm đôi. Tạc. Sáu nguyên âm đơn. Thế còn bốn nguyên âm đôi. Nguyên âm đôi thì nó có một cái điều đặc biệt gì? Nguyên âm đôi nó gồm có hai âm hợp lại với nhau đấy. Âm thứ nhất là gì nào? Ví dụ đây là gì? I. I và A đấy. I và A, đúng chưa nào? I và A, đúng chưa? Đó. Gồm với I và A cho nên là gì? Nó sẽ đọc ya. Ya đấy. Ya. Đó. Những cái quan trọng là gì nào? Đây chúng ta sẽ xem tiếp. I và đây là gì? O đấy. O. I và O. Yo. Đó. I và O đọc là yo. Yo. Yo đấy. Đó. Em đọc là yo đúng không? Đấy. I và U đọc là gì? I và U đúng không? Đấy. I và U. Đúng chưa? Thì con. Nó. Con đừng gõ cửa. Cái gì nào? Nó làm cho cách đọc các phụ âm đó khác đi đấy. Ví dụ bây giờ chúng ta sẽ có gì nào? Bây giờ chúng ta sẽ có cái chúng ta sẽ có âm phụ âm n đấy. Phụ âm chúng ta sẽ có phụ âm n. Tạc n đấy. Khi chúng ta biết rằng là khi phụ âm đi với gì nào? Phụ âm đi với y thì nó tạo thành nhi đúng không? Đấy. Nha đấy. Đúng không nào? Nhiều đấy. Nha nhiều đấy. Nhiều. Ví dụ vậy đấy. Thế gì nhỉ? Nhẹ đấy. Đó. Thì trên thực tế thì chúng ta sử dụng cái âm này nhiều đấy. Nhẹ. Đúng không nào? Nhá đấy. Rồi là gì nữa? Nhỉ đấy. Thế còn cái âm nhiều, nhiều ở trong cái từ gì? Nhiều khạch đấy. Ví dụ chúng ta có từ nhiều khạch. Nhiều. Em không nào có từ nhiều, nhiều. Nhiều khạch đấy, nhiều khạch. Nhiều khạch. Nhiều khạch có nghĩa là ngửi đấy. Nhiều. Ngửi đấy. Đó. Chúng ta ngửi cái mùi gì đó chẳng hạn đấy, gọi là nhiều khạch. Nhiều khạch đấy. Đó. Đúng không? Cái từ nhiều thì không có gì đấy. Nhiều bờ. Nhiều bờ. Đấy. Nhiều bờ đấy. Nhiều bờ. Nhiều bờ. Nhiều bờ. Nhiều bờ là cái em nhìn thấy cái từ này rất giống cái từ nhiều bờ. Nhiều bờ là bầu trời đúng không? Nhiều bờ là bầu trời đúng không đấy? Nhưng mà nhiều bờ. Nhiều bờ là nó là cái gì? Từ đó. Nhiều bờ nó là cái vòm miệng đấy, vòm miệng.
nhiều bờ. Thế vậy thì tất cả những từ này nó đều có hết đấy. Đúng. Nó làm cho gì? Nó làm cho cái phụ âm bị mềm hóa đi, n bị đọc thành nhờ đấy. À, đó. Nhờ. À, n thì bị đọc thành nhờ, à, tờ thì đọc thành chờ đấy. Tờ. À đấy. Chúng ta có tờ. Tờ. À đó. Chi, từ này đọc chi đúng không nào? Đấy. À, cha đấy. Cha. À đó. Chiu. À, chiu đấy. À, chiu. À đúng không nào? Đó. À, chia. À, chia chẳng hạn đấy. Đó. Thế còn ví dụ như là phụ âm d, d, à, di, phụ âm này thì bị đọc thành di đấy, gia, gia, gia gia chẳng hạn đấy, đó, diu, gia diuska, à, diu, gia diuska đấy, à, à, gia diuska, à, đó, những từ gia diuska, gia diuska, gia diuska, gia gia, gia diuska, à, đó, có cái từ như vậy đấy, à, nhìn nó là, đấy, đó, gia diuska, tác, có tác đấy, à, tác. Đó, thế vậy thì đây là một số cái kết hợp với phụ âm của những cái nguyên âm đôi này, và nó làm cho là các phụ âm nó bị mềm đi. Quan trọng đối với em là gì? Là em chỉ nhìn được chữ và đọc được nó đấy. À, đó, thế còn sau đó là gì? À, còn nó biến đổi như nào lúc đó chúng ta sẽ tính sau đấy. Tạc, chúng ta sẽ cùng nhau đọc thử này. À, vài cái âm này đấy. Đó. À, như vậy là gì? À, lúc nãy hỏi con bảo là tại sao con không dạy cho mẹ? Nên nó bảo mẹ không hiểu, không hiểu thì phải dạy nó mới hiểu chứ, đúng không? Đấy. Thế ở nhà nó có nói tiếng Anh Có à? nhiều câu cứ nói tiếng Anh mẹ không hiểu, bảo thế cho con không nói tiếng Việt, bảo con không biết nói tiếng Việt thế À đúng rồi, đúng rồi, trẻ con đây là nó nếu mà mình mà cũng nói tiếng Anh với nó là nó quên tiếng Việt luôn đấy. Đấy. Đó. Như vậy là gì? À, nhiều khi cứ phải giả vờ không biết, cứ phải nói tiếng Việt cho nó. Đấy, xong thì mình có hiểu nó nói tiếng Anh là cái gì, mình phải chữa nó lại một tiếng Việt như thế nào đó. Không có là đến khi sau, đến khi nó học độ khoảng lớp 4, lớp 5, lớp 6, lúc đó nó quên hẳn tiếng Nga luôn đấy. Đấy. Đó. Nên phải phải Tiếng lưu ý cái chỗ đó. Để quên hẳn tiếng Việt luôn đấy. Đấy. Ta khác rồi, chúng ta có từ miot. Miot. Miệt. Miot. Một. Miot là gì? Một. Miot. Miệt. Miot. Là mật ong ạ. Vột. Miot. Mật ong đấy, miot. Đó. Ở đây cũng là như cái lúc nãy thôi, mình đưa sang đây mình đưa hình ảnh vào thôi đấy. Đưa hình ảnh cho trông nó dễ học đấy. Có từ yup cả. Vô tiện yup cả, yup cả đấy, Giúp yup cả đó. Yup cả là cái gì đấy? vậy À cái váy. À, chị biết yes yup cả, em có váy không? ra một Mình nổi rồi đấy. lâu À mình nổi rồi. được À để yên đa, yên đa, yên đa, ý yên đa, yên đa là gì? đồ ăn À đồ ăn đấy, yên đa, yên đa đấy, yên đa. Yam mà, vẫn tiếp yam mà. À giữa đường nó sụt xuống cái hố đấy. Nó gọi là yam mà, yam mà, yam mà đấy, yam mà, yam mà là cái hố đấy, yam mà, yam mà, ở tại miốt yam mà. À cái con này là con gì đấy? Con gấu mèo đấy. Inot, inot, i not, inot đấy, inot, 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 à inot, à là con gấu mèo đấy. Rasia, rasia. Rasia, rasia, chúng ta có từ gì đây? Rucksack, 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 đấy, rucksack, rucksack, rucksack là cái ba lô đấy, rucksack, rucksack đấy. Ta xem lại nào, yuka, yuka, yida, yama, miot, 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 miot. Mi yot đấy, inot, 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 rasia. Inot là người ta hay dùng để làm gì biết không? Để dùng làm cái cổ lông của áo măng tô ấy đấy, đúng chưa? Đấy, cái lông của con này hay hay người ta hay dùng nó làm cái cổ lông cho chó khoác ngoài đấy, đó. Đấy, nó là cổ lông của con gấu mèo đấy. Thậm chí là có cái cổ lông còn cả cái đầu con gấu này cơ đấy. Đó. À thế nhưng mà bây giờ thì xã hội bây giờ thì người ta cũng đã tẩy chay cái chuyện là sử dụng lông thú rồi đấy, cho nên là cũng ít thấy rồi. Ngày xưa có được cái cổ áo lông này là sang trọng lắm đấy. Đấy. À, những người Bây nhiều giờ tiền đấy. tạo Đấy. lông nhân tạo À bây giờ đa phần là lông nhân tạo đó, bởi vì sao? Là thế giới họ tẩy chay là sử dụng những cái lông của con thú thật đấy. Nhưng trên trên thực tế thì gì, lông thú vẫn là đắt đấy, vẫn bị đắt. Tạc. rồi À, Khrasho, chúng ta có từ mới nữa nào. Yuk, yuk,
Yuk. Yuk là phương nam đấy, phương nam. Yuk. Mister. Yes. Mister. Mister là một chỗ ngồi đấy. Một chỗ ngồi đấy. Hoặc là một cái chỗ bán hàng gọi là Mister đấy. Mister. Vietka. 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 Chưa cha. Chưa cha. Chưa cha là bà cô đấy. Bà cô bà gì đấy. Vietka là một cái cành cây đấy. Vietka là một cành cây. Những cái gì nó không quan trọng em không cần ghi đâu. Mấy khi em nói cái từ này đấy. Đây chúng ta tập tập nói Vietka. Vietka đấy. Vietka. Vietka đấy. Vietka. Mister. Mister đấy. Mister. Vietka. Chưa cha. Chưa cha. Chưa cha là bà cô đấy. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ dạ là ai đây? Là chú. À ông chú đấy. Dạ dạ là ông chú. Sistra. 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 Đấy. Sistra понятно đấy. Europa. Europa. Europa là châu Âu đấy. Em đã đi châu Âu nước nào chưa? Dạ chưa ạ. À sẽ không bảo chồng nữa đi. À ví dụ có thể đi Đức này, đi Pháp này chơi đấy. Так хорошо. Từ Nga đi dễ mà đấy. Так. Юра. Юра. Юра là tên là anh chàng Юра đấy. Рюмка. Рюмка. Рюмка đấy. Рюмка đấy. À, рюмка là cái gì đây? Рюмка. Рюмка là cái ly đấy, cái ly để uống rượu ấy đấy. Đúng không? Đấy, cái... Rimka. À, Rimka là cái ly để uống rượu đấy. À, tạc. À, chúng ta sẽ lấy hình. Đấy, вот это рюмка, đấy. Рюмочка для шампанского. Ly cho uống rượu sâm banh thì nó cao hơn đấy. À, với бокал для шампанского, đấy. Nó gọi là бокал này. Còn gọi là бокал, đấy. Đó. Так, рюмка для вина, đấy. Для вина, для вина. À, вот это рюмка для вина. Вот видишь, đấy. Рюмка для вина, đây gọi là рюмка для вина. Nếu mà cũng hình như là nhưng mà nó to hơn một chút thì nó gọi là бокал, đấy, бокал. Вот так. À, вот это рюмочка маленькая, винтаж. Рюмочка маленькая, đấy. Đó, đây là một cái ly nhỏ đấy. À, вот видишь, как красиво, đấy. À, вот рюмочка. Рюмка, рюмка, đấy. À, вот так вот. À, хорошо. À, бюро, chúng ta có từ бюро. Бюро là một cái văn phòng nào đó, đấy. Бюро, đi du lịch. Đi du lịch có bureau, văn phòng du lịch, bureau. Туристическое бюро, đấy. Có từ всё. Từ всё này chắc ai cũng biết này. Всё. À, ai cũng biết đúng không? Đấy, всё là hết rồi đấy, hết rồi đấy. Hết rồi tất cả rồi đấy. Всё, всё, đấy. Сестра, дядя, à, тётя, đấy là những từ em cần biết đấy. Место, đấy. Европа, Юра, рюмка, бюро, всё, đấy. Так. À, bây giờ mình sẽ hỏi nhé, hỏi bạn nhé. Так. Dạ. À, hỏi bạn nào à, cái gì это вот так это вот так что это что это это юбка это юбка это твоя юбка нет это нет не это моя не моя это не моя юбка да это не да. Моя юбка что это Это еда. 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 Да, это еда. Я не знаю, как сказал, да? Это еда. Это твоя еда? Да, это моя еда. Да, это моя еда, да? А что это? Это рюкзак. 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 Зак. Я говорю зак. 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 Не kiểu зак đến nhà đàn bà cũng đánh đấy. Зак, зак, зак. 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 Rắc đấy. Рюкзак. 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 Это твой рюкзак. Твой рюкзак. Это твой. Это мой. Да, это мой рюкзак. Да, это мой рюкзак. Это мой рюкзак, да? А что это? Это яма. Яма. А, это яма, да? Яма. Так, хорошо. Так, что это? Что это? Это Мед. Мед. Это твой мед? Твой мед? Да, это мой мед. Это мой мед. А кто это? Да. Кто это? Это енот. Это енот. А,
inot, what is the inot? Cái con này gọi là inot, Dạ. inot đấy, Inot. inot, Inot. inot, inot đấy, inot. Ta khá show. À, stoet, Это место. место, это твое место. Да, это мое место. А, это мое место. Хорошо, молодец. Что это? Это ветка. Ветка. А что такое ветка? Ветка. А, Ветка. 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 Okay. Вот это ветка. Вот видишь, ветка. Да? Да. Đây là một cái cành cây này. Да? Вот это Да. ветка. Вот видишь, это ветка. Да? Это называется ветка. Да? Đó, cái này gọi là một ветка. Đó, ветка. Đó, это Okay. ветка. Так, хорошо. А, чья это ветка? Чья это ветка? Это моя. Это моя ветка. Моя ветка, да? А, кто это? Кто это? Это чё Это чё-чё. тетя. Это тетя. Чья это тетя? Чья это тетя? Это моя тётя. Это моя тетя. Так, кто это? Это дядя. Дядя. Чей это дядя? Я. Чей это дядя? Это мой дядя. А, это мой дядя. Молодец. Không bị lừa đúng không? Đấy. Không nhìn thấy дядя, ai tưởng моя дядя. Đấy. Так, хорошо, молодец. Это мой дядя. Так, кто это? Кто это? Это Это сестра. сестра. Это сестра. А чья это сестра? Это моя сестра. Это моя сестра. Так, хорошо. А что это? Это рюмка. Это рыба. Рюмка, да? Да? А Да. чья это рюмка? Это мой, а это моя рюмка. Это моя рюмка, да, это моя рюмка. А ты же не пьешь вино, ты пьешь вино. Ты пьешь вино. Ты пьешь вино. Но ты пьешь вино. Вино là gì? À, À, ты пьешь вино. нет, Ты. dạ, nhé. À, да. Пьешь вино. Ты пьешь вино. À, em có uống rượu vang không? Нет, Я dạ, не пью. thiếu, Я не пью вино. À, я не пью vino. вино. Да? À, так, ви, но. À, да? Vino. À, нет, я не пью вино. Да? À, ты пьешь вино? Нет, я не пью вино. Да? À, вот. Я не пью вино. Так, хорошо. Đó, thì vậy thì đó là gì nào? À, đó là cách sử dụng với lại câu hỏi che, cha và chiều đấy. À, chúng ta nhớ là gì nào? Cái câu hỏi là gì? Che Của đấy. chất À, của sau đó là gì? Cha đấy và chiều đấy. chiều Che, cha, chiều đấy. chiều Đó. Che, chiều cha, chiều. Đúng chưa nào? Đấy. Thế và khi trả lời thì người ta dùng cái gì để trả lời? À, mối đấy dùng à, môi mai mày giá đấy, mày đúng mai dục đấy, mối mai giá mai dục à, đúng chưa nào, của tôi đấy, giống được dùng cái dùng chung đúng chưa nào, đấy khrasop đấy. À, bây giờ hỏi chê etersun, chê etersun, Это мой сын. à это твой сын, chê etermush, chê etermush. Нет. Это мой муж. Это мой муж. Это твой муж. Это твой муж. Да, это Да, мой. это мой муж. Ну вот так вот. Это уже хорошо. À, bây giờ em đã hiểu được rồi đấy. Rằng là gì là chúng ta phải biến đổi cái đuôi của đại từ sở hữu đấy. À, mối, mày giá, mày dỗ đấy. Và khi sử dụng câu hỏi cũng vậy. À, chúng ta nhìn thấy một cái đồ vật đấy. Phải biết nó là giống được dùng cái giống chung chúng ta mới hỏi được đúng không đấy. À, thì vậy bài chúng ta sẽ tạm dừng tại đây nhé. Đấy, хорошо. Đấy. À, thì cảm ơn em và chúc em học tốt nhé. Đấy. Paka paka. À, bye bye. À hả.